Khi mà địch thủ đá mình á, thì mình bắt cái chân địch thủ, xong mình sử dụng cái lực của cái sợi dây đài á, thì mình sử dụng cái đòn gối mình đánh ha. Như là thủ nè, địch thủ đá mình nè, bắt chắc nè ha, xong đẩy lực thấy ha, bung ra phưng lao vô, thì người ta hai cái lực cộng hưởng nó sẽ mạnh hơn gấp đôi, lúc đó sẽ gây sát thương cao. Người đá nè ha, quan sát nè, bắt chắc nè, mình đẩy vô nè, thấy không, thấy cái lực nó phải lao ra thì mình mới lao vô, còn nó đang lao thì mình lao theo là nó hai cái lực nó song song là bình thường ha. Cái lực người ta bị dính vô dây đài xong lao ra là mình bay vô thì nó sẽ mạnh lên gấp đôi lần. Đó là cái đòn gối bay, còn cái đòn chọ cắm ha, thủ ha, thủ thì thủ mà nhào vô đánh mình, cái tay thì thường sẽ ngắn hơn cái chân đó, cho nên mình sử dụng cái chân để mình khắc chế mấy cái đòn tay. Người ta đấm tốt quá vô đấm thì mình đập bùng lao ra ha. Đó, mình nhét theo, mình nhét cấm. Đó, thì cái đòn đó mình sẽ quýnh được cây sát thương tét cao. Đạp, phưng, đúng rồi, nhảy cao lên. Giờ võ sĩ Muay Thái sẽ xác định cái cặp chân đó là gánh nguyên cơ thể, thì mình phải phá vô cái phần đùi của người ta. Thủ lên. Mình muốn đánh phần dưới thì mình phải nhấp, mình chặt, bùng. Đó, mình xoay người ta nằm được. Võ học bắt đầu từ đâu? Võ học gắn liền với lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Võ học rất gần gũi với đời sống hàng ngày. Đơn cử, chỉ cần quan sát hai chú gà đấu nhau, ba anh em nhà Tây Sơn đã sáng tạo ra bài hùng kê quyền chứa danh thiên hạ. Nhưng dường như lớp bụi thời gian đã phủ mờ theo năm tháng. Hiện rất hiếm hoi các tài liệu võ học được trưng bày, dù hiện nay các hệ phái võ thuật cổ truyền ở Việt Nam vẫn rất đa dạng với nhiều môn phái khác nhau. Cuộc sống luôn thay đổi, nhưng lẫn khuất đầu đó vẫn còn những điều đáng ngẫm. Võ thuật không phải là những trận trực chiến, phân tài cao thấp qua những cuộc thách đấu, mà sau nó còn cả một triết lý, một tinh thần võ học kiên cường, tinh thần cốt cách của người Việt đã được ông cha hun đúc và giữ gìn hơn ngàn năm qua. Triết lý ấy ăn sâu vào tiềm thức của những người con đất Việt, và ngay cả những người không một ngày học võ thì tinh thần kiên cường vẫn hiện hữu trong họ. Học võ vẫn là để thoát hiểm, bảo vệ sức khỏe, vui sống với đời. Luyện võ và hiểu võ, đó chính là hiểu ranh giới giữa điều thứ yếu và điều chính yếu, là ý thức về tiềm năng của võ. Võ chính là đạo, là con đường giữa nhiều con đường. Luyện võ công phu, gian khó, đòi hỏi người theo không chút nao núng, hoang mang, biết chắc chắn về con đường mình đi và làm thế nào để đi theo con đường mình chọn. Với tôn chỉ, học võ là học văn hóa dân tộc dựa trên bốn chữ khiêm nhường, đức độ, trí dũng, bao dung. Người môn sinh luôn hướng tới mục đích quan trọng nhất là chiến thắng chính bản thân mình. Anh Nguyễn Văn Tùng vẫn đi trên con đường khám phá những tinh hoa của nền võ thuật với rất nhiều môn phái trải dài trên đất nước hình chữ S để học.
và để nhắc mình phải giữ vững được tinh thần cao đẹp của võ đạo. Tôi là Nguyễn Văn Tùng, còn được mọi người gọi với cái tên khác, Tùng Dương Ki. Tôi là một diễn viên, nhưng đam mê và hoài bão của tôi lại gắn liền với võ thuật. Tôi chọn vệ sĩ là nghề, nhưng cũng là nghiệp đời của mình. Tôi đến với võ thuật không đơn thuần vì muốn có một cơ thể khỏe mạnh, một tinh thần minh mẫn, mà quan trọng là luôn rèn mình để làm việc đạo nghĩa. Hôm nay anh Tùng quay lại võ đường của một chàng trai sinh năm 1989, một người bạn vong niên tuy còn trẻ nhưng đã đem lại rất nhiều vinh quang cho tổ quốc. Đó chính là Nguyễn Trần Duy Nhất. Nguyễn Trần Duy Nhất, vận động viên đội tuyển Muay Thái Việt Nam, có phong độ ổn định khi 7 năm liền vô địch thế giới hạng cân 60 kg. Trẻ tuổi, tài năng, nhưng Duy Nhất sống khiêm tốn, mang tinh thần chính nghĩa của võ thuật. Dạ, này con khỏe không? Dạ, chào chú. Nghe là okay. Mới con mới đi thi võ đấu về phải không? Dạ, chúc mừng. Dạ, mời chú ngồi. Dạ. Hồi nãy vào thì thấy tụi con bên này thì đập vào bụng, dạ. Rồi bên này thì ngoại công những cái phần ống khuyển, dạ. Phần gối, phần chỏ, phần tay. Trong võ thuật cái, khi mà đập vào đây thì mình dùng cái nội công để mình giữ, để tránh cái tổn thương ở phía bên trong, tức dạ. Gọng lại giống như nãy. Dạ thì hồi nhỏ lúc mà con đi thi đấu á thì cứ lên tập xong rồi đi lên thi đấu, đấu thì về mấy cái va chạm bị chấn thương đau. Dạ thì người cũng bầm tím hết à. Đó, nhưng mà sau này khi mà mình đi đấu nhiều á thì mới có được ít kinh nghiệm. Đó thì do ở gia đình truyền lại đó, thì sử dụng những cái bài tập, ví dụ là mình phải chịu được đòn, chịu, thì là người ta đánh vô cơ thể của mình thì mình phải chịu đòn được. Do đó nghiên cứu ra mấy cái bài tập này. Cái ống quyển thì mình lăn cái phần sắt này vô cho nó chắc, chắc cái chai chai từ. Thường thì cái ống quyển trong cơ thể mình đá nhiều, đụng vào nó dễ tổn thương hay gãy hay đau, nên mình phải cái ở trong võ thuật kêu là ngoại công. Dạ thì sắp tới thì bên câu lạc bộ con cũng có mấy bạn sẽ đi đấu giải, thì xíu nữa sẽ bây giờ sẽ cho mấy bạn lên vợt, có gì chú xem với con coi. Ừ, được. Dạ. Trước đây chú hay coi các cái võ tự do thì vào họ chỉ chào xung quanh rồi chào đối thủ với nhau là bắt đầu đấu. Yeah. Riêng bên Muay Thái chú thấy cái hình thức mà chào như vậy thì nó có theo một cái phong tục gì truyền thống của Thái Lan không? Dạ thì nó cũng thể hiện nhiều cái bản sắc văn hóa của người Thái Lan á, là trước khi đấu thì võ sĩ sẽ hay là bị hồi hộp á, cho nên là bước lên sàn đài á, võ sĩ sẽ múa những cái động tác này á để người ta cái cảm giác đứng ở trên sàn đài người ta đỡ bị hồi hộp hơn. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là những cái động tác như vậy á, sẽ làm nóng cơ thể, là khởi động trước khi nhập cuộc trận đấu thì nó sẽ tốt hơn. Trong Muay Thái thì chú thấy các đòn tiếp cận nhiều, sử dụng gối và cùi chỏ nhiều. Thì nếu mình đánh với một đối thủ không phải là Muay Thái thì họ cách xa thì mình kêu là nhập nội làm sao? Bên Muay Thái á, thì sử dụng những cái đòn cùi chỏ là đồ gối á, thì đòi hỏi phải gần vô mới đánh được, còn ở xa thì không có đánh được, cho nên là nó phải tập những cái lúc mà ở cận chiến nhiều á thì mới đánh được những cái đòn chỏ đồ gối đó, còn xa thì là đấm đá rồi. Đây thì những cái đòn mà cận thì thường là lọt sát thủ. Dạ đúng rồi, ở những đòn cận thì gây sát thương cao hơn. Thì theo chú biết là
một cái lực của chỏ nó gấp mấy lần gối. Dạ. Còn đấm thì nó dài gì, dài. Chỏ thì nó ngắn, ngắn đôi. Yeah. Cái cậu bé nhỏ nhất ở trong võ quán của con là Võ Sinh. Dạ. Thì nhìn cậu bé chú liên tưởng là bên Thái Lan. Thì chú thấy các lò mua bên Thái Lan thì có những cái em bé đã nhỏ rồi, đã tập. Thì lý do gì mà họ tập sớm vậy? Từ bé rồi những bạn nó không có tiền đi học thì sẽ đi tập võ. Tập võ thì tập để đi thi đấu, kiếm tiền để trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Đó, cho nên là khi mà võ sĩ bước lên sàn đài thi đấu, võ sĩ Thái đánh rất là mãnh liệt. Tại vì đó quyết liệt, như là quyết liệt để thắng vô bằng được. Dạ, cái cuộc sống của người ta. Dạ, con qua bên Thái con tập huấn rồi. Một ngày vậy thì mình sẽ tập luyện bao nhiêu là đủ? Võ sĩ khi bước lên sàn thi đấu thì phải đòi hỏi là thể lực tốt. Võ sĩ Muay Thái là phải có thể lực tốt thì mới đấu được. Cho nên là cái bài tập hàng ngày là các võ sĩ phải tập liên tục hàng tiếng đồng hồ, nhiều từ sáng đến tối thì phải tập, phải chạy bộ là phải tới 10 cây số mỗi ngày tăng lên mới có thể lực được. Rồi cái bài tập mỗi ngày phải trải qua nhiều cái bài tập gian khổ lắm thì mới thi đấu được. Khi mà địch thủ đá mình thì mình bắt cái chân địch thủ, xong mình sử dụng cái lực của cái sợi dây đài á, thì mình sử dụng cái đòn gối mình đánh. Địch thủ đá mình nè, bắt chắc nè, xong đẩy lực, thấy không, bung ra nè, lao vô, thì người ta hai cái lực cộng hưởng nó sẽ mạnh hơn gấp đôi, lúc đó sẽ gây sát thương cao. Người đá nè, quan sát nè, bắt chắc nè, mình đẩy vô nè, thấy không, thấy cái lực nó phải lao ra thì mình mới lao vô, còn nó đang lao thì mình lao theo là nó hai cái lực nó song song là bình thường. À, cái lực người ta bị dính vô dây đài xong lao ra là mình bay vô thì nó sẽ mạnh lên gấp đôi lần. Đó là cái đòn gối bay, còn cái đòn chỏ cắm thủ mà nhào vô đánh mình, cái tay thì thường sẽ ngắn hơn cái chân đó, cho nên mình sử dụng cái chân để mình khắc chế mấy cái đòn tay. Người ta đấm tốt quá vô đấm thì mình đập bùng lao ra đó, mình nhét theo mình nhét cắm. Đó, thì cái đòn đó mình sẽ quýnh được cây sát thương tác cao, đạp phưng, đúng rồi, nhảy cao lên. Giờ võ sĩ Muay Thái sẽ xác định cái cặp chân á là gánh nguyên cơ thể, thì mình phải phá vô cái phần đùi của người ta, thủ lên. Mình muốn đánh phần dưới thì mình phải nhấp nhá chật, mình chặt bùng. Xoay qua mình mới đâm, đó mình xoay người ta mình đâm được. Cái thế này là khi mình kẹp cổ người ta rồi, mình lên gối, thì mình lên gối xong mình cứ xoay người ta đi, tức là để cho người ta không còn cái phản đòn hay là sao? Mình làm người ta bị mất trọng tâm thì mình đánh cái đòn nó hiệu quả hơn. Nhưng mình cũng cộng theo cái lực của mình chung với cái tâm của mình quất theo để mình hai cái lực cộng lại. Khi mình xoay người ta là mình chủ động. Đúng rồi, chủ động theo cái hướng lực của mình tác động vào. Còn cái đòn mà đá vào khuỷu chân của người ta, trong võ cổ truyền hay nói là phá mã. Cái này có phải giống phá mã không? Mình làm à. Dạ. Thì cái võ sĩ nào cũng vậy sẽ xác định cái cặp chân mà gánh nguyên cơ thể. Nó cái chân mà người ta yếu thì ở trên người ta cũng sẽ yếu. Cái chân yếu. Cho nên là vô thì sẽ đánh vô cái phần trụ trước, đánh nhiều vô cái phần trụ để người ta yếu, xong rồi người ta đứng không được thì mình sẽ đánh lên cái phần trên. Nhưng vậy thì trong tập luyện mình cũng phải cái chân mình rất là rất khỏe. Thí dụ mình đá với đối thủ mà đối thủ có chân họ cứng hơn, nhiều lúc mình bị đau hơn họ, phải không? Dạ, thì mình sẽ tập những cái phần chịu đòn như hồi nãy là mình be gối. Thì tập cái phần ống quyển cho chắc lên thì mình mới chịu được mấy cái đòn đó. Chú thấy cái đòn mà hạ gục đối thủ nhiều nhất, giống như là chú thấy nhiều trong võ đài hoặc trong phim ảnh, là bay từ trên cắm chỏ xuống đầu. Thì cái đòn đó có phải đòn cuối cùng để hạ gục đối thủ nếu đối thủ bị hở đòn? Dạ, thì những cái đòn chỏ là những cái đòn mà gây sát thương rất là lớn. Cho nên là
các võ sĩ thường sử dụng nó giống như là cái tuyệt chiêu của mình. Khi mà không sử dụng thôi đã sử dụng là phải gây sát thương. Mình sử dụng nếu mà cái tuyệt chiêu đó mình không kịp thời thì đối thủ có thể phá cái đòn đó lại, phản lại. Những cái đó giống như là con dao hai lưỡi vậy, mình đánh trúng thì ok, mà mình đánh hụt thì mình sẽ giao lại cho người ta. Thấy á, 6-7 năm gần đây thì Muay Thái du nhập vào Việt Nam thì cái tính cộng đồng cũng khá cao. Tới cái sân tập thì thấy có nhiều sắc dân để tập cái việc này. Cái tính truyền thống của Muay Thái này ở Thái Lan thế nào? Muay Thái nó là quốc võ của Thái Lan. Cho nên là khi mà ở trong trường học nào của Thái Lan cũng có môn Muay Thái này hết. Cũng dạy cho học sinh tập môn Muay Thái. Thì trong quá trình tập luyện á, thì những cái võ sinh đó họ phải vượt qua những cái bài tập gian khổ rồi tập cho họ được cái tính gọi là kiên trì, nhẫn nại. Đó là cái con người sẽ điềm tĩnh lại. Làm chủ bản thân mình. Dạ. Quan trọng nhất ở Thái Lan đó là cái đạo đức á, là khi mà gặp nhau người ta đều chào. Đó. Thì ở trong cái Muay Thái cũng vậy. Những người xung quanh người ta rất là nể những võ sĩ ở Thái Lan. Mặc dù thì thi đấu ở trên sàn đài thì mãnh liệt như vậy, nhưng mà bước xuống sàn đài họ là một con người rất là hiền từ. Cái đó nó làm cho cái đất nước Thái Lan mà khiến được nhiều người đến. Thực ra thì môn Muay Thái cũng giống như võ tự do của Việt Nam mình ngày xưa. Mình du nhập nó dễ hòa đồng, dễ hòa đồng. Cho nên là người Việt Nam tập Muay Thái cũng giống như là tập lại cái võ tự do ngày xưa của Việt Nam. Nãy giờ thì thấy con hướng dẫn cho võ sinh, rồi hai bên tự giao lưu. Và những gì mà chú học trước đây, tự nhiên chú thấy mình muốn giận nhau một tí nha. Hôm nay không những tới thăm võ quán rồi giao lưu cùng con, nhưng cái mà tâm nguyện lâu nhất trong cuộc đời của chú, thỉnh thoảng chú cũng đã tâm sự với con rồi. Yeah. Lịch sử của Việt Nam là 4.000 năm văn hiến, trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh, chúng ta đều chống trả và giành được cái nền độc lập tự do, đưa những cái công cụ hàng ngày và tập luyện thường xuyên trở thành môn võ. Cuộc khởi nghĩa của Tây Sơn, ba anh em của Nguyễn Lữ cũng vậy, chỉ cần thấy một cuộc đá gà thì họ đã nghĩ ra một cái kim kê quyền. Đó. Chú cũng muốn là chú cháu mình có một cái hành trình để đi tìm lại tất cả những cái tinh hoa võ thuật của Việt Nam mình. Cháu thấy thế nào, cháu có thể cùng đồng hành với chú hay không? Bản thân con cũng muốn cùng với chú đồng hành cái con đường võ thuật này để cho mọi người biết được nhiều đến cái tinh hoa võ Việt Nam. Muay Thái là cái môn hiện tại con đang tập luyện và nó là cuộc sống hàng ngày của con. Nhưng mà sau lưng đó là cái nguồn gốc của con, đó là Tấn Gia Quyền. Thì đó là truyền thống 4 đời của nhà con rồi. Thì khi mà chú vô phòng thì chú để ý ở trên cái vách tường đó có 10 điều tâm niệm cũng như là những cái nội quy của môn phái của con. Thì khi mà con đồng hành cùng với chú thì con cần phải xin phép gia đình con. Con cũng muốn mời chú về nhà con chơi một chuyến. Thì, chú thì lúc nào cũng sẵn sàng. Nếu được thì chú cháu mình đi ngay thôi. Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn chú. Được. Vậy thì mời chú về gia đình con một chuyến. Dạ. Dạ. Thì mời chú về nhà con.
Chào ông nội, giới thiệu với ông nội với ba, đây là chú Tùng. Thì con cũng nói với ba trước rồi là chú Tùng tập với phòng của con, yeah, cũng anh, ghé biết là ghé thăm gia đình mình. Dạ. Rồi con chào. Dạ. Chú Tùng. Thời gian tập luyện thì cũng tâm sự thì mới biết nhất là lại xuất thân từ nền võ thuật của gia đình. Thì hôm nay em mặn phép anh với thưa của ông tới để cũng tâm sự để hiểu thêm cái lò võ cổ truyền của mình. Võ thuật cổ truyền Việt Nam có Tấn Gia Quyền, tên gọi gần gũi là Lò Tấn. Dòng võ Tấn uy danh một thời, chứng minh võ thuật cổ truyền Việt Nam là môn võ chiến đấu thực tế. Tấn Gia Quyền khởi đi từ võ sư Tấn Hoành, một kỳ nhân võ thuật Quảng Ngãi với quá trình tìm thầy học võ nhiều nơi. Đến giai đoạn mở lò năm 1955, truyền dạy những thế hệ học trò nổi tiếng trên các võ đài trước năm 1975 và cho đến ngày nay. Sự đam mê và sức sáng tạo trong đường quyền thế cước đã giúp võ sư Tấn Hoành danh bất hư truyền mà thế hệ con cháu chưa giải mã được sự kỳ diệu ấy. Võ đường của ông là điểm dừng chân của những võ sĩ, danh sư nổi tiếng trong nước như võ sư Minh Cảnh, Bảo Truy Phong. Lời đầu tiên thì cũng rất là hân hạnh đón chào anh, một người cũng ham võ thuật. Cũng xin giới thiệu anh là cái gốc của Lò Tấn là ông nội là coi như là đời thứ nhất. Rồi tới ba, đời thứ hai, tôi đời thứ ba, nhất là đời thứ tư là cái Lò Tấn, là cái võ đường Lò Tấn ở xuất xứ ở Quảng Ngãi. Nhưng ở trong này là chi nhánh là, gọi là Tấn Gia Quyền. Nói chung là gốc từ võ tự do, võ Bình Định tự do. Ngày xưa thi đấu thì cũng là những võ sĩ nhất nhì của Việt Nam. Con xin lỗi ông, năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Rồi tới 80 mấy. Dạ 80 mấy, bây giờ ông có thể ngồi để ông thiển một thi triển một cái vài thế mà tự ngồi được không nhỉ? Dạ. Dạ. Âm dương rồi tôi rảnh lắm. Dạ. Vì tôi tập phòng bé mà. Dạ. Hồi tôi 8 tuổi tôi đã quanh võ rồi. Vậy thì hiện bây giờ anh vẫn còn duy trì và dạy võ. Dạ, cái này là cũng giống thứ nhất là cái truyền thống, thứ hai là cũng đam mê trong cái con người mình rồi. Thì ba ổng già, ổng kêu thôi bây giờ con thay thế ba để coi như hướng dẫn những cái thế hệ môn sinh sau. Dạ, cũng xin anh với thầy chút nữa cháu duy nhất dẫn tới cái võ đường của mình để em muốn trực tiếp xem ở đó à. Dạ, rất hân hạnh đón chào anh lên võ đường để tham quan luôn. Dạ. Đây là võ sư Tấn Phi Diệu, Nguyễn Trần Diệu, sinh năm 1959 tại Quảng Ngãi. Bản thân võ sư Tấn Phi Diệu thi đấu thành công trên võ đài võ cổ truyền tự do và quyền Anh nhiều năm. Thời chỉ có đôi găng, không mũ bảo hiểm, không giáp che thân, dùng chỏ, gối trên võ đài, đổ máu là chuyện thường tình trong giao đấu. Em trai Tấn Phi Diệu là Tấn Nhất Duy, thi đấu rất xuất sắc, vô địch nhiều năm liền, gần như chưa nếm mùi thất bại. Nhất là những trận đấu quyền Anh với lối di chuyển nhanh nhẹn, ra vào hợp lý, tung đòn chính xác, có sức mạnh, hiệu quả. Con trai của Tấn Phi Diệu là Nguyễn Trần Duy Nhất và Nguyễn Trần Tự Do, là những võ sĩ xuất sắc của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Lâm Đồng. Về học đại học ở Sài Gòn, tham gia thi đấu Muay Thái, Kickboxing với thành tích rất tốt. Chỉ trong một thời gian ngắn tập luyện Muay Thái, võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất đã 3 lần vô địch thế giới năm 2010, 2011, 2012, vô địch tiền Indoor Games, huy chương vàng châu Á, huy chương bạc SEA Games. Phải chăng võ cổ truyền đã làm nền tảng vững chắc cho các võ sĩ Việt Nam khoác áo các môn võ nước ngoài thi đấu trên đấu trường thế giới thành công, mang vinh quang về cho đất nước? Xin chào anh. Dạ, lớp học bắt đầu từ mấy giờ anh? Dạ, bắt đầu 5 giờ chiều tới 7 giờ tối, chủ nhật nghỉ. Dạ, dạ. Từ thứ 2 đến thứ 7. Dạ, tôi ông làm phiền anh cứ huấn luyện Tùng với lại cháu này đi tham quan. Dạ, xin mời anh vào để tham quan lớp học. Đây là ba bài quyền chân truyền của Tấn Gia Quyền. Những chiêu thức hóc hiểm được ông Tấn Hoành dày công nghiên cứu sáng tạo, truyền dạy cho các thế hệ học trò sau này đều chứa đựng những tinh hoa ảnh hưởng của võ Bình Định. Ba bài quyền được thể hiện bằng những bài thơ mô tả các chiêu thức đòn thế. Tấn gia song kiếm, bái tổ Tấn gia song kiếm, Tấn gia song kiếm mãi truyền lưu, diêu thủ thành lai hiệp nhất khai, song long hổ phục nhật nguyệt kiếm. Diệu cưới xoay vần, vận lực công,
phi thân uốn khúc hồi đơn tọa. Tứ môn chuyển thế trung bình tấn, uy nghiêm bái tổ lập như tiền. Tấn gia quyền, bái tổ tấn gia quyền, lập tấn gia quyền nhất triển khai. Độc chiêu liên bộ quyền thập tự, song hành phượng dực thôi sơn tiến. Hành bộ khuynh thân trung bình hạ, tả hữu xuyên tiêu hồi địa hổ, thối tọa liên hoàng tam cước phá. Cương phạt song phi bạc phong ẩn, trở về lưỡng bộ chảo mã tấn, hoành thân bái tổ lập như tiền. Tấn gia roi nhị môn, bái tổ roi nhị môn, nhị môn roi truyền tấn lưỡng khai, bạch hổ xung thiên tiền đã khứ. Quyện phong tụ vũ âm dương khí, phi vân uốn khúc hồi nghịch lân. Thanh long tọa thủ trấn thành môn, thành hậu trung bình tích địa liên. Long thăng hổ giáng vờn sơn hải, hoành thân chuyển đốc thu hồi phục, môn sinh bái tổ lập như tiền. Chú Tùng có lời động viên khích lệ tinh thần của tụi con luôn luôn giữ gìn sức khỏe, luôn luôn giữ gìn 9 điều nội quy của môn phái và 10 điều tâm niệm của Tấn Gia Quyền, để chúng ta luôn luôn dùng hết cái sức lực của chúng ta phát huy cái võ thuật truyền thống của Tấn Gia Quyền. Cảm ơn các con. Võ học là vô tận, con đường võ học không có điểm dừng. Hai con người cùng tình yêu với võ thuật đã bắt đầu hành trình. Cả hai tin rằng mình không đơn độc, vì còn có sự dõi theo của các bạn và sự đồng hành của nhà tài trợ Vương.